Số 1486 Kinh Thập Thiện Giới. Hán dịch mất tên người dịch, xếp vào dịch phẩm đời Hậu Hán. Phẩm 1 10 nghiệp ác. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị ở tại Tinh Xá trong khu La Vi Kỳ Đà Cấp cô độc thuộc núi Xá Vệ. Bây giờ bằng Phạm Âm Từ Bi, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Nay ta sẽ giảng nói về 10 nghiệp báo ác bất thiện cho các ông. Hãy lắng nghe, lắng nghe, nhất tâm ghi nhớ thọ trì cẩn thận chớ quên mất. 10 nghiệp ác là: một, sát sanh; hai, trộm cắp; ba, dâm dục; bốn, nói dối; năm, nói hai lưỡi; sáu, nói độc ác; bảy, nói theo dệt; tám, tham lam; chín, sân hận; 10, ngu si. Nay Xá Lợi Phất, đâu phải nên giáo hóa chúng sanh làm cho thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, cần phải gieo năm vóc sắc đức, quy y hòa thượng, chí thành sám hối về ba nghiệp ác. Nói ba lần như thế là đã sám hối, nên thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Kế đến phải xưng tên mình: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói ba lần như thế. Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Nói ba lần như thế. Lại nên hỏi: Này thị nam, thị nữ, các ngươi có thể thọ trì được không? Đáp: Có thể thọ trì. Hỏi: Này thân tâm các ngươi không có lỗi tội lỗi chăng? Thân tạo tội là làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, phỉ báng thiện tri thức, chống đối chánh pháp Phật không? Đáp: Không. Hỏi: Trong tâm người có suy nghĩ muốn tạo nghiệp cộng ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp không? Nếu có trộm cắp vật của Phật, vật của Pháp, vật của hiền thánh tăng, vật của tăng hiện tiền, vật của tăng bốn phương không? Đối với cha mẹ anh em tỳ kheo ni, nó có tạo biên tội bất tịnh không? Đáp: Thưa không. Là bảo họ thưa tiếp: Là chúng con thân tâm đã thanh tịnh rồi, xin đại đức ghi nhớ cho. Chúng con muốn thọ giới tập thiện, 10 nghiệp bất thiện chúng con đã sám hối rồi. Xin nguyện đại đức thương xót chúng con, cho phép chúng con thọ giới. Bây giờ nên dạy: Này Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các người nên nhất tâm giữ niệm trước mắt về bảy Đức Phật quá khứ, Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại và Đức Di Lặc ở vị lai. Dạy niệm Phật rồi nên nói lời này: Bảy Đức Phật xin thương xót cho, Đức Thích Ca Mâu Ni thương xót con cho, các bậc Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán xin thương xót cho Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thân khẩu ý đã thanh tịnh có thể làm pháp khí. Nay muốn xin thọ 10 thiện tâm giới và tánh giới pháp. Bạch như vậy ba lần. Sau đó dạy nói: Con đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói như vậy ba lần. Đệ tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Nói như vậy ba lần. Ông phải ghi nhớ giữ gìn thân ông, giữ thân như Phật, giữ thân như Pháp, giữ thân như Tăng. Thân nghiệp có ba: một, không sát sanh; không trộm cắp; ba, không dâm dục. Ba nghiệp thuộc về thân như vậy, ông nên thọ trì hoặc 1 ngày, 10 ngày cho đến trọn đời. Đáp: Con xin thọ trì. Hỏi: Này ông có muốn làm ít việc thiện không? Có muốn làm nhiều việc thiện không? Có muốn làm viên mãn việc thiện không? Đáp: Thưa có. Lại nên thưa: Sự thật như vậy phải tùy theo lời dạy của thầy. Đệ tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói như vậy 3 lần. Đệ tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Nói như vậy 3 lần. Ông phải ghi nhớ thọ trì, giữ miệng như Phật, giữ miệng như Pháp, giữ miệng như Tăng. Khẩu nghiệp có 4: một, không nói dối; hai, không nói; hai lưỡi; ba, không nói độc ác; bốn, không nói theo giờ. 4 nghiệp thuộc về miệng như vậy, ông nên thọ trì hoặc 1 ngày, 10 ngày cho đến trọn đời. Đáp: Con xin thọ trì. Hỏi: Này ông có muốn làm ít việc thiện không? Có muốn làm nhiều việc thiện không? Muốn làm viên mãn việc thiện không? Đáp: Thưa có. Lại nên thưa: Sự thật như vậy phải tùy theo lời dạy của thầy. Đệ tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói như vậy 3 lần. Đệ tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Nói như vậy 3 lần. Ông phải ghi nhớ thọ trì, giữ tâm như Phật, giữ tâm như Pháp, giữ tâm như Tăng. 3 nghiệp của ý là: một, không tham lam; hai, không sân hận; ba, không ngu si. 3 nghiệp ý như vậy, ông nên thọ trì hoặc 1 ngày, 10 ngày cho đến trọn đời. Đáp: Con xin thọ trì. Hỏi: Này ông có muốn làm ít việc thiện không?
Con muốn làm nhiều việc thiện không? Con muốn làm viên mãn việc thiện không? Đáp thưa có. Lại nên thưa, sự thật như vậy phải tùy theo lời dạy của Thầy. Nếu thọ tập thiện không trì tam giới thì chắc chắn không thể thành tựu. Nếu hủy phạm tam giới thì tập thiện đều mất. Đệ tử từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai được Đại Đức nghĩ đến. Đại Đức sẽ làm hòa thượng cho con. Tám giới pháp là: một, ông nên chí tâm thọ trì tám giới pháp, quy Phật giữ tâm như Phật, quy pháp giữ tâm như pháp, quy y tăng giữ tâm như tăng. Nói như vậy 3 lần. Xin Đại Đức nghĩ đến cho. Từ ngày nay cho đến ngày sau con xin thọ trì tám giới. Xin người Đại Đức thương xót chấp nhận cho con. Là nên bảo, ông có thể thọ trì tám giới của em trai không? Đáp, con xin thọ trì. Hỏi, ông nên giữ tâm như chư Phật và A-la-hán. Đáp, con xin thọ trì. Hỏi, từ trước đến nay, trong khoảng thời gian đó, đối với thân, khẩu, ý, ông có phạm pháp xa đọa không? Tôi như thế cho đến trọng tội căn bản, để ở trước chư Phật A-la-hán, trước Hòa Thượng, Tăng, và nên chí thành Bát Lồ, năm pháp gieo sát đất, sám hối các tội. Thực hành pháp bố thí Bồ Tát như vậy. Đọc lại, thực hành pháp Bồ Tát như vậy, đã Bồ Tát rồi gọi là thanh tịnh trú, có thể làm pháp khí. Thưa đến nên thọ trì tam giới của Như Lai, ông có thể thọ trì không? Hỏi 3 lần như vậy. Tam giới quan trai, chư Phật Như Lai trong thời quá khứ hiện tại đều chế pháp xuất gia cho người tại gia, nên phải thọ trì. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Sáu, không ngồi nằm trên giường cao sang. Bảy, không tự hát sướng biểu diễn hoặc đi xem nghe, không dùng hương xông ướp y phục. Tám, không ăn phi thời. Nên như vậy mà thọ trì. Không sát sanh, trộm cắp, không em dục nói dối, lừa rượu và hương hoa, giường cao ăn phi thời, tha nhân đều xa lìa tám giới pháp như vậy, các ông nên thọ trì. Công đức thọ trì tám trai giới này là không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, không đọa Atula, thường được sanh trong loài người phải chánh kiến, xuất gia đắc đạo nhập niết bàn. Nếu sanh vào cõi trời thì làm phạm thiên, gặp Phật đã đời, thỉnh Phật thuyết pháp, chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn khen ngợi pháp này nên dùng kệ tụng: ai thường hành 10 thiện, tùy thuận theo chánh pháp, đời đời thường gặp Phật, được khai mở thân ý, hoàn toàn liệt các khổ, mô thành đạo vô thượng, người nào trì tám giới tùy thuận luật tỳ ni như chánh pháp chư Phật tọa trì không hủy phạm, nên biết thân và ý cùng lúc được giải thoát, đây là đường niết bàn chư Phật đã đi qua. Nói kệ xong rồi, Đức Thế Tôn bảo tôn giả Sa Lợi Phất: ông khéo thọ trì tập thiện tam giới, cẩn thận chớ quên mất mà phá diệt hạt giống chánh pháp. Ông lên thuyết giảng cho tất cả trời người. Bây giờ tôn giả Sa Lợi Phất và tăng chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ vâng theo. Phẩm 2, thập thi báo. Phật bảo Sa Lợi Phất: nay ông phải nên biết tất cả các chúng sanh đều thương tiếc thân mạng, nên phải hành bố thí, lòng từ rãi cùng gấp, xem chúng như mắt mình, gọi là giới không sát. Phật quá khứ vị lai, Phật hiện tại đã nói, lấy mình làm thí dụ, giới giết, giới dùng gậy, hoặc thấy người giết hại như dao đâm tim mình, xem các chúng sanh đều như mình, trì giới không sát được sanh thiên, thường gặp chư Phật chúng Bồ Tát. Nên thọ trì giới không sát sanh là bố thí các sự vô úy, qua đời sanh vào trời đau lợi, do ngựa ngọc nữ cùng tọa lạc, cung điện phạm thiên ngọc lưu ly, sắc sáng như hoa màu hoàng kim, thường ngồi nằm giường tòa bảy báu, vật dụng và hoa bằng bảy báu, do lượng thiên nữ trội âm nhạc nâng cả cung điện vào hư không, đầu đội mã báu ngồi chánh điện, xả bỏ tham sân nhập chánh định, được gặp chư Phật nói bốn đế tổ ngộ liền chứng Tu Đà Hoàn, hoặc là vui mừng phát đại tâm, vị lai sẽ thành đạo Bồ Đề, chúng sanh ở đâu xuất diệm ma, hoặc tổ đạo hội A Kỳ Đà, phạm phủ phú lâu quang biến tịnh, cho đến cõi trời sắc cứu cánh, qua lại dạo khắp vườn chư thiên cùng với Bồ Tát Đại Từ Bi, để đứng ngồi nằm cùng ăn uống, đêm ngày 6 thời thường nghe pháp. Đức Di Lặc thường hay diễn thuyết, bậc Bồ Tát truyền đại pháp luân, đương lai sẽ gặp Phật Di Lặc, dẹp ma thành Phật truyền pháp luân. Được xuất gia trong giáo pháp Phật, lại thấy ngài Đức Phật hiền kiếp, được Phật tỳ lâu chế thọ ký, cho đắc chánh đẳng giác vô thượng, làm quan tối thắng không sát sanh, cũng là gốc từ bi phạm hạnh. Tất cả chư Phật đã giảng thuyết, tất cả chư Phật đã thực hành, chúng sanh yêu mắt mình, yêu con cũng như vậy.
ưa sống lâu vô cùng cho nên không sát sanh là phạm hạnh tối thắng, không giết, không nghĩ giết và cũng không ăn thịt, xem người giết như giặc, biết sẽ đọa địa ngục, ăn thịt thì nhiều bệnh. Đoạn mạng tự trang nghiêm nên thực hành đại bi, phụng trì giới không giết, thành tựu đạo bồ đề. Này xá lợi phất, nay ông nên biết nghiệp sát sanh là tội rất nặng. Xưa kia ta cùng ông ở ấp Ba Liên Phất, trong thành ấy có con gái của trưởng giả tên là Đạt Bạc Đề, sanh là một bé trai đẹp đẽ đoan nghiêm vô cùng như hoa sen hồng, thiên hạ không thể sánh bằng. Người mẹ rất thương con nên bồng đến chỗ ta thưa: Bạch Thế Tôn, đứa con đáng yêu của con giống như đồng tử ở trên đời, con thương yêu nó gấp trăm ngàn vạn lần thân con. Bây giờ ta bảo thì nên biết tất cả phàm phu đều yêu mến thân mình như biển thâu nhận các dòng nước, chưa hề nhàm chán biết đủ. Nay vì sao ngươi tự nói thương con, lấy gì làm chứng? Người nữ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con yêu thương đứa con này giống như lửa cháy thiêu đốt thân con dù chết vẫn không thể bỏ nó. Bây giờ vì giáo hóa, người nữ Đức Tôn dùng năng lực thần thông làm thành bốn con quỷ dạ xoa cầm núi lửa từ bốn phía đi đến. Lúc lửa ở xa, người mẹ dùng thân y phục trên thân để bảo vệ cứu con mình. Lửa tiến lại gần, người mẹ đưa tay lên che mặt dùng đứa trẻ để ngăn lửa. Đức Phật bảo người nữ kia: Người nói thương yêu con, tại sao đem con che lửa để cứu mình? Người mẹ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin nguyện ngài cứu con không thương tiếc đứa con này. Đức Phật thâu lấy thần lực: Mẹ con đều được bình an. Người mẹ kia liền phát tâm vô thượng chánh chân. Đức Phật bảo: Người yêu thân mình và yêu con người, tại sao tự giết hại? Vậy bảo người giết hại nên biết giết hại nhận lấy quả báo cực ác, nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ vô cùng, chịu sự trói buộc ở chỗ vua Diêm La. Thế nào là pháp luật rất nặng? Đêm ngày sáu thời, vua Diêm La nói quả báo sát sanh, chịu 10 nghiệp ác, một là nghiệp giết hại thường sanh ở địa ngục, núi đao, hầm lửa, bánh xe đao cắt đứt từng phần trên thân làm thành 84.000 khúc. Mỗi một ngày đêm có 60 ức lần sống, 60 ức lần chết. Bây giờ vua Diêm La lại quở trách người tội, người thích giết hại đã phải chịu khổ này, như ấy có vui không? Nay ở trong 100.000 vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Hai là nghiệp giết hại nhất định sẽ sanh vào địa ngục lần kiếm, có 84.000 cây bằng kiếm, mỗi cây cao 84.000 dặm, mỗi cây có 84.000 cành bằng kiếm, mỗi cành có 84.000 hoa bằng kiếm, mỗi hoa có 84.000 quả bằng kiếm. Người giết hại này tìm đến cây kiếm, tâm biến khắp các cây kiếm, đầu và các bộ phận khác rải khắp rừng kiếm, mỗi bộ phận đều rải khắp 84.000 cành kiếm, hoa kiếm, quả kiếm, nạo xương, rút tủy cùng khắp, thân thể tan nát như quả đình lịch. Mỗi một ngày đêm muôn lần sống, muôn lần chết, nghiệp giết hại chịu khổ như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại lại phải chịu thống khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong 100.000 vạn kiếp, người phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Ba là nghiệp giết hại sẽ bị đọa vào địa ngục nước sôi 100.000 vạn lần, vạn nồi nước sôi nấu thịt chảy ra đến tận tủy rồi lại đặt trên cột đồng, tự nhiên sống lại. 100.000 gai nhọn hóa làm dao sắc tự đâm vào thịt móc lên rồi lại rơi vào trong nước sôi, mỗi ngày một đêm muôn lần sống muôn lần chết. Bấy giờ vua Diêm La quả trách người tội, người tết giết hại nay phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong 100.000 vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Bốn là nghiệp giết hại sẽ bị đọa vào địa ngục đường giường sắt. Có một giường sắt ngang rộng bằng nhau dài 50 dặm, sắt ở bốn phía đều bắn vào tim, giường lưới bằng sắt, bánh xe quay và cây đòn ngang ngực bữa đỉnh đầu ra. Mỗi một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, nghiệp giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại nay phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong 100.000 vạn lần, ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Năm là nghiệp giết hại sẽ bị đọa vào địa ngục núi sắt. Bốn phía của núi sắt hình trạng như hang sắt, trong hang lửa phát ra từ bốn bên, có 5 quỷ dạ xoa chặt thân người tội làm thành 4 khúc ném vào trong lửa. Bốn góc núi liền ép lại nghiền nát thân ra thành bụi,
chim sắt rắn sắt mỗi thân người tội moi xương đúc tủy, mỗi một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, nghiệp giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Sáu là nghiệp giết hại sẽ bị đọa vào địa ngục giường lưới sắt, có núi Đại Thiết Vi cao trăm ngàn dặm, trên giường lưới sắt có đầy nước sắt sôi, vì mỗi giường lưới có vô số con trùng nhỏ có màu có mỏ bằng sắt chui vào đỉnh đầu, xuyên qua xương tủy bữa chân mà ra, và một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, nghiệp giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Chim La quả trách người tội, người thích giết hại nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Bảy là nghiệp giết hại sẽ bị đọa vào địa ngục hoa sen đỏ. Một hoa sen có 84.000 cánh, mỗi hoa cánh đều như núi đao, cao 5 dặm, 100.000 rừng kiếm cùng lúc bóp cháy. Tội nhân ngồi trong hoa nở xòe ra, một cánh hoa nở là lửa bay ra, rừng kiếm đốt thịt phá hủy xương, thống khổ vô cùng đến trong một lúc, 100.000 núi đao đồng thời cắt thân. Và một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, quả báo của nghiệp giết hại là như vậy. Bây giờ vua Chim La quả trách người tội, người thích giết hại nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Tám là nghiệp giết hại sẽ bị đọa trong địa ngục 5 lần sống 5 lần chết, có 500 ức bánh xe đao ở trong trăm đỉnh núi lớn, trên bánh xe đao có vòng lửa lớn, tội nhân trong đó thân như hoa đỡ nằm trên băng giá. 5 núi đao từ 5 hướng lại âm vang xào xạc, phân thân người tội thành 5 khúc, nửa sống nửa chết nghiền nát như bụi. Mỗi một ngày đêm muôn lần sống một lần chết, nghiệp giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Chính là nghiệp giết hại sẽ bị đọa trong địa ngục rừng rắn độc, có vô số rắn độc bằng sắt nóng, mỗi một rắn độc dài đến ngàn dặm, bị nhả độc lập như hòn sắt nóng chui vào đỉnh đầu người tội, đi khắp trong thân thể. Mỗi bộ phận của cơ thể có vô lượng rắn độc nhả lửa độc đốt cháy người tội, mỗi một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, quả báo của nghiệp giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại nay phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Này trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. 10 là nghiệp giết hại sẽ xoan vào trong địa ngục xiềng xích trói buộc bằng sắt, 12 dặm núi sắt làm gông, 60 dặm trụ sắt lưới lửa làm khóa, 80 dặm chó sắt miệng nhả ra lửa làm xiềng, mỗi tên sắt từ trên hư không bắn vào tim, gông cùng xiềng xích hóa thành hòn đồng từ mắt đi vào khắp trong cơ thể rồi đi ra ở chân. Mỗi một ngày đêm muôn lần sống muôn lần chết, người giết hại phải chịu tội như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích giết hại nay phải chịu khổ này, vậy ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, nghiệp giết hại phải ở trong địa ngục chịu khổ như vậy, nhưng đây chỉ là hòa báo. Sanh trong loài người mắc nhiều bệnh chết yếu, lại sanh vào trong 4 loài chúng sanh chịu vô lượng vô biên thống khổ không thể tính kể. Thế nào gọi là không trộm cắp? Giới không trộm cắp là bố thí của cải cho tất cả chúng sanh. Do đó chư Phật nói, giới không trộm cắp là cam lộ mát mẻ an ổn. Tòa trì giới này là đường sanh lên 4 cõi trời, là chỗ đắc đạo, là áo niết bàn, là mạng giải thoát. Vì vậy chư Phật khen ngợi không trộm cắp, đoạn trừ nhân ngạ quỷ. Quả báo trộm cắp có 10 nghiệp ác. Một là quả báo trộm cắp nhất định rơi vào địa ngục núi thịt. Người tội ở trong núi thịt cổ to như núi lớn, có 100.000 đầu. Trên mỗi đầu ở hai bên má sinh ra khối thịt, 100.000 chó sắt sủa răng tranh nhau giành ăn người tội. Có các linh sắc từ trong miệng chó sắt nhả ra, chui vào đỉnh đầu người tội rồi đi ra ở chân, lục da người tội trong rộng trên 100.000 dặm, mũi nhỏ bằng sắt, thân da đều khổ, trải qua 84.000 năm, tim như gieo các thống khổ khó lường. Đây là quả báo trộm cắp thứ nhất. Mấy giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nay phải chịu khổ này, vậy ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được.
Thứ hai là quả báo trộm cắp sẽ sanh trong loài ngạ quỷ, thân rất to lớn, dài 50 dặm, như tiếng đi như tiếng 500 cỗ xe. Ở giữa mỗi khúc xương đều có lửa cháy như 10 bánh xe lửa. Đói thì ăn hòn sắt nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Tóc như mũi nhọn bằng sắt quấn lấy thân thể, trăm ngàn vạn năm chịu vô lượng khổ. Tai chưa từng nghe đến tiếng nước, tiếng cơm nước. Đây là quả báo trộm cắp thứ hai. Bây giờ vua Diêm La quả rất người tội, người thích trộm cắp nên phải chịu khổ này. Như ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp, người phải đền tội cho người coi giờ hết được. Thứ ba là quả báo trộm cắp sẽ bị đọa trong địa ngục băng giá. Trong trăm ngàn vạn năm, tám phương núi băng, dù là y phục như hoa sen đỏ, tôi ăn thịt mình, được bắn vào tim. Đây là quả báo trộm cắp thứ ba. Bấy giờ vua Diêm La quả rất người tội, người thích trộm cắp nên phải chịu khổ này. Việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người có bao giờ hết được. Thứ tư là quả báo trộm cắp sẽ sanh trong loài quỷ La Sát. Quỷ nữ có dung mạo đoan chính như tiên nữ, quỷ nam có ngàn mắt do sắc làm đầu, răng nanh chĩa lên, tai phát ra lửa. Quỷ nữ trộm cắp thì toàn thân bốc cháy, uống máu ăn thịt ăn lửa, ăn than ăn mủ ăn đàm dải trên đất, trăm ngàn vạn năm làm quỷ, La Sát vô cùng khổ não. Đây là quả báo trộm cắp thứ tư. Bây giờ Bồ Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nay phải chịu khổ này, vậy ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Thứ năm là quả báo trộm cắp sẽ địa ngục hưu sắc, làm thân con hưu sắc có trăm ngàn đầu, có trăm ngàn tay, trăm ngàn đuôi, trăm ngàn móng, trăm ngàn da, có 500 ức hổ sắc, 5.000 ức sư tử sắc lột lấy da nó. Như mỗi miếng da có dao lột mũi nhọn bằng sắt, giống như dao kiếm, nạo xương đến tủy thấm cổ cho lượng, trong trăm ngàn vạn năm chịu khổ vô cùng. Đây là quả báo trộm cắp thứ năm. Bấy giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Này trong trăm ngàn vạn kiếp, người phải đền tội cho người có bao giờ hết được. Thứ sáu là quả báo trộm cắp, như được sanh trong loài người thì trần truồng đen gầy mắt lé, hơi miệng hôi thối, thường ở lao ngục, những nơi phận uế dùng làm nhà ở. Tuy sanh trong loài người mà hình dáng như bò ngựa, làm cha thì không thương con thì bất hiếu với cha, làm mẹ thì không thương con thì bất hiếu với mẹ, trăm ngàn vạn năm thống khổ vô cùng. Đây là quả báo trộm cắp thứ sáu. Bây giờ yêu Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp để phải chịu con này, ấy có được không? Này trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Thứ bảy là quả báo trộm cắp được sanh trong địa ngục lớn, hoa giao kiếm, rừng giao rừng kiếm, vô lượng vô biên, có các người tội thân hình như chum sắt ngang dọc bằng nhau dài trăm ngàn dặm, canh ngục đuổi đi như gió hoa, trăm ngàn hoa kiếm lột da người tội phân làm vô số khúc, nạo xương đến tận tủy, từ trên không trung rơi rớt xuống. Trên mỗi hoa đào có nhiều mũi nhọn lục da người tội nhau phân làm nhiều đoạn, chặt xương người tội làm vô số đoạn, làm cho người tội đau tận đến tủy, tim gan cầu chết không được. Bốn góc núi sắt hóa sinh do lượng gai nhọn bằng sắt như nỏ cung tên đồng thời bắn vào tim, do lượng ức năm chịu khổ như vậy. Đây gọi là quả báo trộm cắp thứ bảy. Bây giờ Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nên phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Thứ tám là quả báo trộm cắp bị đọa trong địa ngục núi lửa, chịu hình phạt nặng trong địa ngục, sanh ra có trăm ngàn đầu, trên lưng người tội ban 500 con khỉ bằng lửa, tay cầm dao lửa để lột da người tội ném lên núi lửa, tâm như bị chó sói lửa cắn xương rút tủy, thân như đống lửa chạy khắp bốn phía, loanh quanh trong núi lửa không bao giờ thoát ra được, chịu vô lượng khổ cầu chết không được, trăm ngàn vạn năm chịu khổ như vậy. Bây giờ Bồ Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nay phải chịu khổ này, vì ấy có vui không? Nay trong trăm ngàn vạn kiếp, người phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Đó chính là quả báo trộm cắp sẽ bị đọa trong địa ngục sọ mũi. Trong ngục sọ mũi có 12 móc câu sắt, móc sắt tai mũi miệng lưỡi của người tội, đánh chặt răng lột da mặt người tội, phân thịt thành từng khúc nhét vào trong miệng thành mũi tên lửa lớn đốt cháy
tim đến chân. Cậu chết không được, trong ngàn vạn năm chịu khổ như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp, nay phải chịu khổ này, việc ấy có vui không? Này, trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Thứ 10 là quả báo trộm cắp sẽ bị đọa trong địa ngục chém giết, nằm trên giường sắt, giữa ngục dùng dao lột da cắt tim như không chết được, trong ngàn vạn năm chịu khổ như vậy. Bây giờ vua Diêm La quả trách người tội, người thích trộm cắp nay phải chịu khổ này, thì ấy có vui không? Này, trong trăm ngàn vạn kiếp, ngươi phải đền tội cho người không bao giờ hết được. Thế nào là giới không dâm dục? Giới không dâm dục có năm công đức lợi ích được chư Phật ba đời khen ngợi. Không dâm dục là an trụ nơi an nghiệp của Phật, thân trong sạch như Phật. Những gì là năm? Một là nhãn thức không động, không thấy sắc dâm. Nếu lúc thấy sắc thì như thấy phân trùng, như dao đâm vào tim, như lửa thiêu cháy mắt, tâm không sân ái, vô thường bức bách, lửa cháy ngang mắt, có gì đáng yêu? Hai là không nghe tiếng dâm. Nếu nghe tiếng dâm thì không làm động nhĩ thức, nếu làm vui lỗ tai mà âm thanh mê muội thì làm động rừng đáng độc, là chủng tử ái. Đây là giặc gió, vậy vọng kiến sanh khởi mà từ tai mà ra. Như quỷ dạ xoa can âm, có gì đáng yêu? Đây là âm thanh huyễn hóa mà người ngu yêu thích, làm nhiễm các căn bằng âm thanh, từ sông si ái chảy vào, chảy theo dòng năm dục. Hiểu rõ đó là giặc nên không làm động nhị thức. Ba là mùi người hương, nên biết hương là từ tám gió sanh khởi, gió si túc dục, gió ái thổi đến, hoa và các hương sanh ra vọng tưởng, điên đạo hiện có từ tỷ thức sanh, hoặc gọi là hương, hoặc gọi là vị ngon. Tỷ giới, tỷ thức kinh động vì cỏ cây hoa lá đều gọi là hương. Như Lai thâu giữ thân không ngửi mùi hôi thơm, hiểu rõ chẳng phải thật nên không khen hương xúc. Bốn là không làm động thiện tức, không nói lời lợi ích ở đời, không khen việc dâm, không mì không nói, không hề nói dâm dục khoái lạc, không ở trong nhà cuồng loạn, cũng không thích nói ái nhiễm khoái lạc, chán ghét vô minh và năm giặc si ái. Đó là chư Phật không làm động thiện tức. Năm là ý vắng lặng, không động, không khởi tâm dâm, không nghĩ việc dâm, không tưởng khoái lạc về dâm, không động căn dâm, dâm thức không chuyển như tâm giải thoát, an trú tịch diệt, ở thành thường lạc, an ổn giải thoát. Học theo tâm Phật trụ cõi chân như, hướng đến 18 đại không, 9 loại niết bàn. Đức Phật và Bồ Tát đạt được 5 công đức: thân hình thanh tịnh, thường được sanh trong hoa sen, thân trong sạch không có uế, tâm cũng vắng lặng. Cho nên chư Phật tuyết giới không dâm đầy đủ 5 lợi ích tối thắng thanh tịnh, công đức vô lượng, tán thán khen ngợi, đó là nhân giải thoát vô cùng vô tận. Dâm là tội rất nặng, luôn bị trói buộc, giống như con voi già bị lún trong bùn năm dục, bao gồm hết thảy các tội căn bản. Tội dâm dục nay ta sẽ nói, các ông lắng lòng nghe. Dâm làm dơ vạn hạnh, cướp hết các thiền định, chướng ngại đạo giải thoát. Các thiền nam tín nữ muốn cầu đạo giải thoát sẽ luyện ngục ba cõi, hầm lửa sông năm dục, núi lửa núi băng giá, giải thoát sợ sanh tử. Nên giữ tâm như Phật, phải trì giới không dâm, muốn được sanh cõi trời, sống lâu vô lượng kiếp, phàm thiên chuyển luân vương, giàu có đủ bảy báu. Nên giữ tâm như Phật, phải trì giới không dâm, muốn được gặp chư Phật, nghe pháp chứng đạo quả, đầy đủ sáu thần thông, dạo đi khắp mười phương. Nên giữ tâm như Phật, phải trì giới không dâm. Tham dâm có 10 tai họa, đó là: một là người tham dâm sẽ được sanh lên cõi trời làm đế thích hưởng tâm thứ dục lạc, nhưng tâm như kẻ trộm, thường say sưa không tỉnh ngộ, rong ruổi chìm đắm trong sông năm dục. Hai là người tham dâm sẽ được làm vua ở loài người, có ai lực tự tài, nhưng làm việc ân ái với kẻ hầu nên bị sai khiến, được nhiều của báu như lửa gặp củi không biết nhèm chán, nên khi qua đời đọa vào đường ác. Ba là người tham dâm thường bị trói buộc do người khác, sáu giặc xúi dục, voi lớn vô thường theo đuổi sau lưng, tâm như phượng khỉ không biết các nạn, lửa dục thiêu đốt không kể cha mẹ anh chị em út, giống như chó heo là cùng nhau ân ái không biết hổ thẹn. Bốn là người tham dâm thường uống máu mủ bất tịnh của người nữ trong vô lượng
kiếp thường ở tại bào thai. Các loài vi trùng dùng làm y phục, dùng miệng chích nửa căn để ăn uống. Năm là người tham dâm, tâm như dao bén, mắt như vành lửa, chém sạch đốt cháy công đức phạm hạnh đã tích chứa. Sáu là người tham dâm, đến chốn xét lợi thì đốt lửa cất xử, gọi của tham dục, ý muốn chiếm đoạt như quỷ la sát. Đến chốn bà la môn thì không biết hổ thẹn như người ảo thuật làm điều quái gở, nói việc bất tịnh. Đến chốn sa môn thì không biết nương tựa làm động căn trần như keo dính cỏ. Các sử dục nhiễm vây quanh ý căn, nhóm lửa sáu trần đốt cháy hạt giống thiện, phá diệt phạm hạnh nghiệp lành đời trước. Do tay động chân giống như dao bén, mắt như lửa hừng, miệng như la sát, các lỗ chân lông khắp thân đều bị lửa dâm sai sự. Bảy là người tham dâm, tạo tám tội nặng, giết hại, làm ra các thứ để giết hại, giết lại như dao, kiếm, gậy, vân vân, làm mai mối nam nữ, nói lời dối trá, uống rượu, cá, tạo điều kiện tham dâm, hoặc lại trộm cắp tất cả đồ vật, đồ dùng quý báu để trang nghiêm. Các trùng nhóm họp đều do tâm vương sai sử, mắt như chó dữ, trộm ăn đồ dơ uế. Tám là người tham dâm, bị dâm sai sử, tâm như lửa lớn cũng như đống sắt sẽ phá hoại, hủy diệt phạm hạnh bất nhất định phải đọa địa ngục. Chín là người tham dâm qua đời như ném châu báu xuống ruộng, nhất định sẽ rơi vào địa ngục đồng cháy đỏ. Địa ngục đồng cháy đỏ ngang rộng bằng nhau, dài 7.000 dặm, hoa bằng đồng như rừng, dưới có giường sắt, trên giường có 100.000 dặm đồng nung làm cột trụ ở 8 góc. Ở cột trụ có gương, trong gương tự nhiên có các người nữ hoặc nam, dâm nữ nghĩ thất động các tình căn, lửa liền bốc cháy, hoa đồng hóa thành đinh đồng lớn cực nóng, cột đồng biến thành nồi nước đồng sôi, giường sắt bốc lửa, người nữ hóa làm chó, người nam hóa làm dao, chạy theo người tội chịu vô lượng thống khổ, ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, cầu chết không được, trải qua vô lượng năm sống một kiếp như vậy. 10 là người tham dâm không được gặp Phật, giống như mây dày che khuất, vì phá phạm hạnh nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ, thân đầy chật trong ngục, sống lâu một kiếp, xoay vần qua lại trải qua một kiếp. Bây giờ Bồ Dâm La quả trách người tội, người thích dâm dục nay phải chịu khổ này, như ấy có vui không? Này trong 100.000 vạn kiếp, người phải đền tội cho người không bao giờ hết được, chết ở địa ngục lại sanh làm chim, tu hú, bồ câu, chịu làm thân rồng, rắn, vì làm ưu ế phạm hạnh, trải qua 100.000 đời, sanh đã không được gặp Phật, không nghe chánh pháp, không bao giờ đắc đạo. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, dâm dục không đoạn dứt, đời đời làm chúng sanh, vô minh là căn bản, già chết gia bức bách. Ái như rừng rắn độc, chớ đầy mẫu bất tịnh, như trùng tích phân dơ, người tham dâm cũng vậy. Chứ nội chạy lửa dục, ân ái như gai độc, khởi vọng kiến điên đảo, vì mê hoặc sanh ái. Sắc người nữ không thật, như cây xanh hoa cuồng, do điên đảo thổi đi, hoa hiếu là xanh trùng. Người nữ như bình hoa, chứa từng giọt máu mủ, bình đầy lại rỉ chảy, bất tịnh tràn ra ngoài, mắt nhìn nước bất tịnh, như loài chó tham dâm, nên diệt trừ các ái. Thâu tâm quán bất tịnh, uống nước là cao lồ, trụ thành đại niết bàn. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, người nữ nên giữ gìn thân tâm không tạo dâm dục, giữ gìn mắt không thấy sắc dâm, giữ gìn tai không nghe tiếng dâm, giữ gìn mũi không ngửi mùi dâm, giữ gìn lưỡi không nếm vị dâm. Như thế gọi là người đầy đủ trí tuệ, thực hành 8 chánh đạo, không tham dâm, thì thân tâm thanh tịnh giống như hoa sen, không nhiễm mùi bùn, thành bậc thánh tu đà hoàn, đạo tu đà hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, đạo Phật Bích Chi, đại đạo vô thượng đều từ không dâm thanh tịnh mà đạt được. Miệng có 4 nghiệp nói dối, nói hai lưỡi nói ác độc, nói theo dịch khen ngợi tà kiến. Nếu người chẳng nói dối, tuyết nhói, không nói dối, giữ gìn miệng chư như Phật, thường nói lời thành thật, thì được sanh cõi trời, miệng thơm hương chư thiên. Nếu sanh ở thế gian, trang nghiêm bằng hương hoa, giống như nước núi hương chảy vào sông Niết Bàn. Người không nói hai lưỡi, tâm cũng không hai chiều, lửa như lưỡi chư Phật, lá hoa sen che mặt, ánh sáng đủ màu sắc, từ tướng lưỡi phát ra. Thường nói pháp thánh nhân, chí thành không hai lưỡi,
người không nói độc ác, gọi là đại trượng phu, thân hình rất đoan nghiêm, mọi người đều ưa nhìn. Giữa nhà hoa chiên đàn, người không nói theo dệt, hương thơm ra từ miệng như hoa ưu bát la. Sinh ra được gặp Phật, miệng thanh tịnh chân thật, nó không khen tà kiến, không nói nghiệp tà kiến. Sinh ra thường xuất gia, chánh mạng thường đầy đủ, như Phật trụ Niết Bàn, đều chứng từ chân thật. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: miệng có bốn lỗi, có 10 nghiệp cực ác. Những gì là 10? Một là nói dối, cho ba người không nghe nói nghe, không đắc quả đạo quả, nói đắc đạo quả, không thấy nói thấy. Người xấu ác như thế tuy không bị bệnh nhưng giống chó lát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ trong tất cả trời người: như lửa thiêu hồn sắc, thiêu cháy tất cả người, không gì hơn giặc này. Thế nào là giặc lớn? Chỉ có một hạng người, tà cháy hết thân thể, xương hóa làm đồng chảy, ăn nước phải núi đao, nước sôi dao cưa xẻ, thân nát như đống lửa. Khổ này chưa phải ác, nói dối rất độc hại, tiêu cháy phước trời người, rơi vào ngục A Tỳ, bến xe dao làm chân, rắn độc sắc làm lưỡi, miệng lửa cháy ngút ngàn, mắt như hòn sắc cháy, mưa như trút nước sôi, tiêu diệt hoa thiện căn, chất định đọa đường ác. Vô lượng vô số kiếp không cầu thoát ra được, người đại ác như thế đồng thân như núi lửa, thiêu cháy tất cả thiện. Miệng độc ác là miệng ngậm mùi hôi như thế chết, lại thường thích nói với người khác các cái việc bất thiện. Miệng đã nói ra lời ra như gai, như dao, như kiếm, như kích, như phân, như nước tiểu, như trùng, như máu mủ, hương thơm trong trời người, không gì hơn nói lời thiện, hôi thối trong ba cõi không gì hơn miệng độc ác. Hai là người nói ác, miệng có nói ra lời gì đều như mưa xuống hòn sắc thiêu cháy nhà người. Người này vị la sẽ đọa địa ngục sắc nóng thiêu thân, uống nước sắc nóng. Nếu sanh ở nhân gian bị bệnh như chó lét và bị bệnh hủi, trong vô lượng kiếp thường ăn máu mủ. Người có tâm suy nghĩ thì hiểu được bất thiện và ác tương ưng. Ba là nói hai lưỡi, người nói hai lưỡi giống như lửa nước lửa, không nói không làm nói làm. Người khác làm thiện nói lời thanh tịnh trở lại nói chẳng phải, người khác không làm thiện trở lại nói có làm. Tất cả người đời tôi không muốn nhìn, nhất định sẽ đọa vào trong đường đại ác, cưa đồng xẻ lưỡi làm thành ngàn đoạn. Bốn là nói theo dệt, người nói lời theo dệt là đổi trên thành dưới, đổi dưới thành trên, đổi bẩn không chán ngán, ngôn từ xảo trá, nói lời không lợi ích, nói lời vô nghĩa, nói lời khen ngợi năm dục, tâm không sáng suốt, lời mê muội như gai nhọn, như chúng sanh bị rừng móc câu sập bẫy. Ác báo của người này chết rồi sẽ đọa trong địa ngục rừng gai, trong ngàn gai sắc, móc lưỡi người tội ra làm thành trăm ngàn khúc. Năm là khen ngợi tà kiến, người tà kiến miệng như ngọn lửa hừng, theo cháy thiện căn. Người này cho không cha, không mẹ, không Phật, không Pháp, không tỳ kheo tăng, không A-la-hán, không Phật Bích Chi, không thầy, không bạn, không thiện trí thức, tâm như gió mạnh thổi mất các cây thiện căn. Đây là giặc lớn, nói không có nhân quả, miệng như dòng nước lớn chảy tràn khắp ba cõi, dâm dục quá mức, đùa bỡn đồng loại, tạo năm nghiệp vô gián, đoạn tuyệt bát nhã, phải bốn giới trọng và đến tội vô gián, đều tội ác tâm tà kiến điên đảo, gió tà tội lay động, miệng ác bất thiện, đọa vào trong địa ngục A Tỳ, lưỡi bằng gai sắc nóng. Như vậy nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói theo dệt, khen ngợi tà kiến. Người đại ác này tuy ở thế gian do bốn đại tạo thành, trang sức năm ấm, như nên biết địa đại tức núi sắc, rừng dao cây kiếm, trong ngàn gai sắc vô số trùng sắc, cá chim mỏ sắc, giường gai sắc, xe cán nát thân. Nên biết thủy đại hỏa đại tức là nước đồng sôi, vô số nồi nước sôi là hòn sắc nóng, phân sôi sông sắc đã chảy trong đó. Nên biết đại tiểu liên tiếp tự nhiên giống như cột đồng, các lửa một lúc từ sáu căn tiết ra thiêu hoại thân tâm người tội, rơi vào đại địa ngục. Nên biết phong đại giống như mưa đá, vô số đường đao trong ngàn cây kiếm từ khe hang mọc lên. Nên biết năm ấm tức là năm giặc, 18 la sát thuộc quyền chủ ngục Diêm La, tức là sắc nóng như nước đồng nóng chảy đại ngục A Tỳ. Người tự cao ương ngạnh, ỷ thế ác khẩu, chỉ mắng phỉ báng chê bai, hiện đang ở địa ngục. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: nói ác độc, nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, khen ngợi tà kiến, người này
không chỉ làm giặc một người mà làm đại giặc cướp của tất cả chư thiên loài người. Tức như đám giặc có sức mạnh tự ý thiêu cháy một thành, giết hại tất cả dân chúng trong bốn châu thiên hạ, người này chịu tội báo nhiêu ít? Tôn giả sẽ là phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, người này mắc tội như núi Tu Di không thể lường tính nổi. Đức Phật bảo Tôn giả sẽ là phất: Người này tuy mắc phải tội báo lớn, nhưng không bằng người nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, khen ngợi tà kiến đã tạo trong chốc lát mà mắc phải tội báo lớn. Sau khi hết chết đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp chịu khổ vô cùng, trăm ngàn chư Phật không thể cứu được. Chư Phật quán xét người tội cho ba giáo pháp đều sanh và chết trong địa ngục ở mười phương. Cho nên người trí phải giữ gìn thân miệng. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Người nào thọ trì giới thập thiện, phá bỏ 10 nghiệp ác thì được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, sanh xuống thế gian làm vua chuyển luân, dùng thập thiện để giáo hóa, không bao giờ đã vào địa ngục, xa lìa ba đường ác giống như dòng nước chảy đến biển Niết Bàn. Người nào hủy phạm giới thập thiện thì bị đọa vào đại địa ngục, trải qua vô lượng năm, chịu nhiều khổ não. Tôn giả Xá Lợi Phất ông nên thọ trì pháp yết ma, giới thập thiện, phá diệt 10 nghiệp ác. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.